mình tạm thời tắt tiếng nha các bạn. Các bạn vừa nghe một bản nhạc sôi động Alone với dàn 5.1. Ở trước mắt các bạn là một dàn 5.1 của Sony với hai cái loa thanh này bằng nhôm, cao 1m08, luôn chân đế. Chân đế này 25cm nha các bạn, đường kính này 25cm. Cái chân đế bằng nhôm rất dày, rất là chắc chắn. Và nguyên một thanh này nè, một cái thanh các bạn dài cao từ trên xuống dưới đều bằng nhôm hết nhé. Đây các bạn, rất là độc đáo. Cái thân của nó từ trước, đằng sau, từ trên xuống dưới đều bằng nhôm hết. Thứ nhất là nó rất chắc chắn, thứ hai là kim loại cho cái tiếng chép rất là sáng, thứ ba là trưng bày khá là đẹp và rất là bền, không phải bằng nhựa nên rất là bền nha các bạn. Đây, cái phần chân đế của nó là 25cm. Cái phần chân đế khá là dày và nó có một cái lỗ thông hơi, thoát hơi ở dưới đây. Đây, ở phía trên đây là một cái loa, hai cái loa mic 1, 2 và một cái loa chép ở giữa, cái loa siêu chép ở giữa. Tổng cộng là cái hệ thống 3 loa nằm trên con Sony. Loa trước này, loa front. Đấy các bạn, nó có dạng hình bầu tròn ở phía cạnh này, đi cùng với cái đầu Sony DAV-SC8 đầu 5.1, 5 loa, một súp hơi. Và các bạn cũng có thể kết nối thêm một súp điện nữa. Nhưng với cái cục súp Sony khổng lồ này thì mình nghĩ là trong một cái phòng dưới 30m², ngay cả phòng thoáng luôn thì cũng không ngại về cái phần âm trầm nữa. Cái súp này thiết kế rất là độc đáo nhé. Các bạn có thể đặt mặt nào cũng là mặt trước cũng được, này Sony mặt trước cũng được, hoặc ở đây cũng vậy, nó làm cân đối như nhau hết. Rất là lớn luôn. Chút nữa mình sẽ đo chiều cao chính xác con súp này và cân nặng của nó cho các bạn. Đó các bạn, thiết kế rất là đẹp. Còn cái loa này, này các bạn, cái loa này cũng bằng nhôm luôn nha. Loa vệ tinh này cũng bằng nhôm luôn nè, cái thân bằng nhôm, nó làm kiểu lượng sóng rất là đẹp. Còn cái loa này thì chúng ta nó có hai cái hệ thống loa center này, hệ thống loa bên này và loa bên này hướng ra. Đây nó làm kiểu vòm này, nhưng mà cái hệ thống loa chính thì lại nằm hai bên đây. Đó các bạn. Con này có cổng quang optical kết nối trực tiếp Smart TV, Airbox, FPT Box vân vân. Chỉnh được và kết nối điện thoại, giống như hồi nãy mình vừa kết nối điện thoại. Cổng 3.5 thông dụng, chơi được đĩa DVD, CD. Đĩa dạng nút, dạng nút nha các bạn. Và ở đây là chơi volume, bass level, đấy chế độ super bass này, hai nấc tắt đi. Và đây là sound fill, các chế độ âm thanh vòm, chế độ nghe nhạc stereo, chơi game, coi thể thao, hay là chế độ đây, hai kênh stereo là hai loa trước và một cục sub. Còn chế độ AFD auto này là chế độ nghe nhạc 5 kênh của Sony nghe nhạc nhé. Và chế độ xem phim đây, Pro Logic này, chip giải mã âm thanh vòm, play movie, play music nè, đó bằng chế độ âm thanh vòm, cinema studio, đó khá là nhiều chế độ luôn. Hai kênh đây, 5 kênh nghe nhạc, mà mình khá là thích chế độ 5 kênh nghe nhạc của Sony này. Cái chiều cao của loa trưng bày cái phòng khách, hai bên kệ, hai bên bàn tivi của phòng khách khá là đẹp nha các bạn. Nhất là những cái nhà ống hoặc là nhà chung cư với diện tích vừa phải thì sẽ đáp ứng cực kỳ tốt cái phần công suất. Và cục súp này thì các bạn bắt buộc phải đặt ở dưới đất rồi, do mình đang quay clip nên mình để trên bàn cho nó dễ các bạn quan sát. Rồi chúng ta tiếp nhé. Chúng ta chơi nhạc qua đĩa DVD nhé các bạn. Và chúng ta mình có điều khiển học chỉnh full chức năng của cái dàn này. Tình ta nên nhau
ghép rất là tốt, rất là nhuyễn. Ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Mình tạm tắt tiếng nha các bạn. Chúng ta đang nghe qua một đĩa DVD và mình nghĩ là một cái đĩa chép thôi. Một cái đĩa chép nhưng nó giữ được cái chất âm rất là tốt. Một đĩa chép của Đan Nguyên. Không thể nào có một cái đĩa gốc ở đây đâu với một cái giá thành rất là phải chăng như những cái đĩa như vậy. Ok, đây là mình đang thử tính năng DVD. Và cái giọng trữ tình của cái con này rất là tốt. Tại vì cái thiết kế của con này một cái dạng thiên sáng các bạn, thiên sáng. Từ cái loa cột này cho cái âm chép khá là sáng và nó phối với lại hai cái loa surround của bằng nhôm đi cùng với cái mic khá là lớn. Cái mic là cái center này nè, khá là lớn. Nó phối hòa âm phối khí vào rất là tốt. Cho âm chép sáng chi tiết và nếu các bạn rải đều nó ra khắp các góc phòng của mình thì sẽ tạo một cái hiệu ứng âm thanh như một cái sân khấu thu nhỏ. Hoặc là một cái phòng trà nếu các bạn nghe những cái bài hòa tấu, guitar vân vân. Ok. Và mình chuyển lại cổng 3.5 thông dụng nhé. Để cho các bạn nghe hòa tấu guitar. Con này có sub hơi rồi và nếu mà đặt dưới đất thì cái âm sub cộng hưởng nó sẽ càng tốt hơn. Nên cái vấn đề về âm trầm thì các bạn không cần phải lo lắng với dàn của Sony và nhất là dàn 5.1. Hòa tấu guitar cổng AUX. Guitar trên 3 không lời. Chuyển trên này cũng được hoặc chuyển trên điều khiển cũng được nha các bạn. Có cổng quang, có pico, các bạn dễ dàng kết nối với lại TV. Sử dụng chip giải mã 5.1. Đây chế độ này nè. Của Pro Logic 2 la mã thì cái âm giọng cái âm nó sẽ mềm hơn. Còn nếu mà chúng ta chuyển qua hai kênh stereo của Sony á. Đây thì âm chép nó sẽ cao hơn. Giảm super bass luôn á nha. Nó đánh rung các bạn luôn các bạn. Thôi giảm lại thôi, vậy đủ rồi. Thank you.
thân loa này bằng nhôm nha các bạn. Kép Jungle được thể hiện rất là tốt qua cái dàn 5.1 này, kép rất là sáng và cái giọng hát không có bị chói nha các bạn, giọng hát cũng rất là mềm. Ok, qua con một cái đoạn một cái bài bắt nó đi, bắt nhanh mạnh đi. Phim thì các bạn không cần phải lo rồi, phim thì cái giọng nói nó sẽ tập trung ở đây nè. Còn cái phần âm thanh vòm các bạn phải trải rộng ra thì nó mới cho được cái hiệu ứng âm thanh rõ ràng, trải rộng ra cái góc phòng. Mình chỉnh bass lên nhé. Mình có nói với bạn là con súp này khá là hoành tráng. Bây giờ mình đo kích thước chiều cao của nó là 46 cm, chiều sâu 36 cm và bề ngang là 19.5 cm. Một súp khá là lớn luôn và nó phối một màu bạc và màu đen. Đây các bạn, kiểu dáng khá là hiện đại nha. Đấy. Nếu đặt trưng bày phong cách con này thì những cái loa thanh này trưng bày thì nhìn cũng khá là bắt mắt và bằng nhôm thì nó khá là sáng. Cục súp đặt dưới đất, âm ly khá là gọn gàng, center đặt giữa TV, còn hai cái loa vệ tinh này đặt ra phía sau hoặc là bên hông, nó sẽ cho hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Hôm nay chúng ta test con 5.1 Sony nhé các bạn. Các bạn đừng quên tham khảo thông tin giá thành cũng như là thông số kỹ thuật trên trang Facebook và Zalo và bên dưới mỗi video của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nhé.